Chúng ta đã nói rất rõ. Anh muốn cách thức nuôi quả quả sẽ là anh một tuần, em một tuần, thực hiện một cách cụ thể ý kiến của em. Anh nhất định sẽ cố gắng nuôi dạy quả quả thật tốt. Anh không cho phép bản thân bỏ lỡ mỗi giai đoạn, mỗi chi tiết trưởng thành của quả quả. Anh không thể để con trong tháng này biết gọi bố, thì đến tận tháng sau anh mới được nghe. Nếu con biết gọi, em sẽ gọi điện báo cho anh ngay trong lần đầu tiên. Như thế sao có thể giống với việc anh nghe thấy ngay từ lần đầu tiên chứ? Sao trước kia em không phát hiện ra anh thích tính toán thế này nhỉ? Trước kia anh cũng không biết khi quả quả ngủ say lại giống em như thế. Hôm nay anh đi làm về muộn, lúc anh mang bỉm qua nhà thì con đã ngủ rồi. Quản nhất hả? Hình như chúng ta lâu lắm rồi không nói chuyện như vậy. Ai bảo em chỉ chú tâm vào công việc chứ? Nói vậy là đều tại em sao? Lẽ nào là tại anh? Tiểu Bạch, Nhất Hạc, chuyện quả quả hôm khác chúng ta nói tiếp. Tiểu Bạch, hôm nay anh đến không chỉ là vì chuyện của quả quả. Có thể trong lòng em cho rằng chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng anh vẫn coi em là vợ anh. Dù trước kia xảy ra chuyện gì, tình cảm anh dành cho em vẫn chưa từng thay đổi. Bây giờ không thích hợp để chúng ta nói những chuyện này. Chúng ta... Lên đi, em vẫn chưa đủ lực sát thương, em ra kiếm đấy, em chết rồi. Không sao, em đợi sống lại đi, anh đỡ chứ. Thôi đừng, anh cho em miếng bánh kem đi. Được. Anh lấy bánh kem cho em. Bốc bằng tay thì hơn. Không sao, ăn bẩn sống lâu. Gì vậy chứ? Đừng chơi nữa, em đã chết cả rồi. Em cứ đợi sống lại là được. Không sao, còn ăn nữa à? Em không sợ béo à? Ngon quá, anh cũng ăn đi. Xong rồi, anh cũng chết rồi. Anh ăn miếng nữa đi. Em thế này gọi là cho anh ăn à? Bôi lên miệng anh thì đúng hơn. Lau đi vậy, dính hết ra miệng anh rồi. Ngon thật đấy. Em bôi lên miệng anh, xong lại tự vẽ dâu à? Để đây, anh lau cho em. Dính khắp cả rồi, anh đang vẽ hoa đấy à? Không sao, anh lau nhẹ cho. Là thế này, Kim Tử, thật ra anh yêu em từ lâu lắm rồi. Em có muốn ở bên anh không? Làm bạn gái của anh.
Vậy tại sao anh không nhìn em nói? Kim Tử, anh yêu em. Em có muốn làm bạn gái, em đồng ý. Thật à? Thật. Sao anh còn chưa hôn em? Em thấy quan hệ của chúng ta cứ duy trì như cũ vẫn tốt hơn. Như cũ. Vậy sau này anh và em, chúng ta đã chia tay rồi. Quan hệ này tạm thời sẽ không thay đổi. Tiểu Bạch, Nhất Hạc, chắc anh không cho rằng vấn đề giữa chúng ta cứ như vậy là giải quyết được rồi chứ? Nếu là trước kia, em và anh, chúng ta chỉ yêu đương thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Anh không phải là người đàn ông thích hợp để kết hôn. Nhưng cuối cùng chúng ta đã chọn kết hôn. Chúng ta kết hôn là vì chúng ta yêu nhau nên mới quyết định như vậy. Rõ ràng chúng ta không bỏ được nhau. Huống hồ chúng ta đã có con với nhau. Em thật sự nghĩ sau khi ly hôn em sẽ tốt hơn sao? Vốn là chuyện cả hai người cùng cố gắng thì giờ lại phải chia nhau ra để gánh vác. Nhưng dù không ly hôn thì cũng vẫn là một mình em gánh vác. Nhất Hạc, em vẫn chưa hiểu. Nếu không ly hôn, em sẽ yêu cầu anh với thân phận là một người chồng. Nếu anh không làm được thì em sẽ đau lòng, thất vọng, thậm chí nghi ngờ chuyện hôn nhân. Nhưng sau khi ly hôn, em không còn quá kỳ vọng ở anh. Dù phải chịu áp lực lớn thế nào thì em cũng sẽ không thất vọng vì anh. Anh đã thử thay đổi bản thân rồi. Nhưng anh cũng không thể cứ xoay quanh em và con suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày được. Em không yêu cầu như thế. Anh đừng lần nào cũng hiểu sai ý em. Về chuyện hôn nhân, đúng là em đã thất bại. Nhưng em nhất định phải chịu trách nhiệm với Quả Quả. Thỏa thuận bổ sung về việc chăm sóc Quả Quả em đã ký rồi. Dù chúng ta không thể là vợ chồng tốt, thì hy vọng chúng ta có thể trở thành bố mẹ tốt của Quả Quả. An cư lạc nghiệp. Lát nữa cô xác nhận lại những cách thức liên lạc này thêm một lần nữa. Sau đó sửa lại cả những tin nhắn bên trên này. Sếp Lưu dạo này đẹp trai hơn hẳn đấy. Đâu có. Mọi người cứ làm việc đi. Chào sếp Lưu, không có gì. Anh Lưu, anh thay đổi rồi. Đã thống nhất là độc thân đến bạc đầu mà anh lại lén lút đi làm đẹp. Cậu thôi đi mà. Tôi nói cậu nghe, bộ này của tôi là do bạn gái tôi tỉ mỉ lựa chọn và phối đồ đấy. Bạn gái? Anh có bạn gái từ khi nào vậy? Lưu Hạ, em yêu, mọi người nói hôm nay anh rất đẹp trai. Sao cùng là quần áo đó mà em phối đồ đẹp thế nhỉ? Alo, anh bị điên à? Không phải, anh đã gọi em yêu 9 lần đấy. Anh mắc bệnh ám ảnh à? Thì chuyện quan trọng phải nói 3 lần, tên quan trọng phải gọi 3 lần, không đúng sao? Vì anh nhớ em mà. Hôm qua vừa gặp xong, xến xúa chết đi được.
thì anh cũng chỉ xến xúa với em thôi, giống như chú cún yêu mà đám con gái bọn em hay nói ấy. Có ai tự khen mình như anh không? Quá trẻ, quá thuần khiết. Em đang chen chúc trên xe buýt, không nói với anh nữa nhé. Em cúp máy đây. Tạm biệt em nhé. Vào đi. Chị Tiểu Bạch, tôi lấy cà phê cho chị này. Cảm ơn nhé. Vậy tôi chuyển tiền cho cậu. Không cần đâu, chị đừng khách sáo. Chị đang cần lấy tài liệu in ra phải không? Để tôi đi cho. Tôi lấy giúp chị. Là sơ yếu lý lịch cần cho buổi phỏng vấn. Vâng, được. Vào đi. Sếp Diệp, đây là tài liệu cô cần in ra đúng không? Phải rồi, cảm ơn. Cô uống cà phê không? Tôi lấy cho cô rồi này. Cảm ơn. Ôi, nhìn có vẻ là cố ý mua nhỉ. Ở đây không còn chuyện gì nữa, mọi người đi làm việc đi. Vâng, sếp Diệp. Vâng, chị Tiểu Bạch. Vừa rồi, hai kẻ nịnh hót kia có chuyện gì vậy? À, còn Nguyệt Nguyệt. Cô và Nguyệt Nguyệt sao thế? Sao cô ấy như ăn phải pháo nổ ấy? Marvin, anh là bạn thân nhất của tôi ở công ty. Hoàn cảnh của tôi bây giờ anh cũng biết. Bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi càng phải thận trọng xử lý cho tốt quan hệ với những người bên cạnh. Cho nên, hy vọng anh có thể tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi hiểu rồi. Vâng, thưa sếp Diệp. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc như trước đây. Cố lên. Được. Chào bà Diệp. Chào bà Lưu. Bà mua nhiều đồ ăn thế. Nào để tôi xách giúp cho. Cái này là mua cho bà đấy. Bà mang về nhé. Mua cho tôi không cần đâu. Cứ để tôi tự mua. Mang về đi. Chúng ta đi đâu nói chuyện nhé. Qua bên kia đi. Bên đó ít người. Được. Được rồi. Chỉ từng ấy thôi. Nhớ phải gửi thư đến phòng thư ký ở trụ sở nhé. Vâng. Còn chuyện gì à? Sếp quản, tối nay tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện. Có chuyện gì thì hỏi bây giờ luôn đi. Là chuyện riêng. Trong thời gian làm việc mà hỏi thì không hay lắm. Cho cô 5 phút, hỏi luôn đi. Vậy nếu anh không ngại thì tôi ghi âm nhé. Tôi muốn hỏi Lưu Hạ sinh ở đâu và mấy giờ? Ngoài sở thích chơi game thì anh ấy còn có sở thích nào khác không? Về đồ ăn, ngoài thích pizza thì còn thích ăn gì nữa? Còn gì nữa nhỉ? Để tôi nghĩ xem, đợi đã. Ngoài việc thích chơi game ra thì những gì cô vừa hỏi tôi đều không biết. Những cái khác lại càng không rõ. Sao đột nhiên cô lại quan tâm Lưu Hạ như vậy? Lưu Hạ, anh ấy là bạn trai tôi. Chuyện từ bao giờ thế? Tối hôm qua ở nhà tôi, sau đó anh ấy thôi, đủ rồi. Những chi tiết cụ thể, cô không cần nói quá tường tận với tôi. Tôi không muốn biết. Này, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chúng tôi rất trong sáng. 5 phút sắp hết rồi, rốt cuộc thì anh có thông tin gì cho tôi biết không?
Ngại quá, thật sự không có. Anh không biết mà lại hỏi nhiều thế à? Tôi say xỉn thật rồi. Có hỏi anh cũng như không. Ngay cả mua quà cho con trai, anh còn bảo tôi mua giúp. Mà tôi lại hy vọng anh hiểu em họ anh. Đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Chờ đã. Tôi hỏi cô một chuyện nhé. Con gái các cô trong chuyện tình yêu có phải đều là sáng nắng chiều mưa không? Sếp Quản, trước kia tôi đối với anh nói thế nào nhỉ? Anh chính là thần tượng trong công việc của tôi. Nhưng anh không phải là kiểu đàn ông mà tôi cần. Vậy cô cần kiểu đàn ông thế nào? Tôi cần... Không phải. Không phải anh vì ly hôn rồi nên bỗng nhiên... Không phải. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân mà Tiểu Bạch nhất quyết đòi ly hôn thôi. Đã đến lúc này rồi mà anh còn hỏi tôi chuyện đấy à? Có thể không ly hôn được sao? Không có gì. Cô đi làm việc đi. À, chúc cô và Lưu Hạ hạnh phúc, vui vẻ nhé. Không có gì. Cô làm việc đi. Cảm ơn sếp Quản. Anh, hôm nay anh nhất định phải gặp em. Lúc nào cũng được. Anh nhận được tin thì trả lời em nhé. Bà Diệp, hôm nay tôi hỏi bà chuyện này. Bà nhất định phải nói thật với tôi. Tiểu Bạch ở bên ngoài, rốt cuộc có ai không? Bà Lưu, hôm nay bà gọi tôi ra đây muốn hỏi tôi chuyện này sao? Đúng là không hiểu nổi mà. Bà đừng vội nôn nóng, cũng đừng giận. Tôi không thắc mắc về vấn đề đạo đức của Tiểu Bạch. Với Nhất Hạc, tôi có thể đảm bảo thằng bé chắc chắn không có ai khác. Tôi chỉ muốn biết Tiểu Bạch có ý định đi thêm bước nữa không thôi. Nếu như không có ý định đó, thì tôi thấy quan hệ của hai đứa nó có thể cứu vãn được. Bà Lưu, tôi thấy vấn đề của hai đứa không phải là chuyện mới xảy ra ngày một, ngày hai. Ngày một, ngày hai gì chứ? Chúng ta không vội nói chuyện này. Hai chúng ta đều là người từng trải, đúng không? Thời đại có thay đổi đến mấy thì chuyện quan hệ tình cảm giữa nam và nữ thực sự vẫn không thay đổi. Bà biết không? Sáng nay lúc Nhất Hạc trở về, tôi treo áo lên cho thằng bé. Phát hiện nó có tờ hóa đơn khách sạn, còn có thỏa thuận mà Tiểu Bạch đã ký tên. Hả? Tiểu Bạch cũng đến tận sáng sớm mới về. Đấy, bà xem, bà thấy không? Có phải tôi đoán trúng rồi không? Thực ra, tôi thấy hai đứa này vẫn có tình cảm với nhau. Nếu đã như vậy, bà nói xem người lớn trong nhà như chúng ta có phải nên giúp chúng một tay không? Đúng, đúng vậy. Chào các vị, tôi là Vương Lượng. Tôi đến để phỏng vấn vị trí cố vấn đầu tư. Cảm ơn hai chị đã cho tôi cơ hội phỏng vấn này. Cậu cảm thấy cậu có đủ năng lực đảm nhiệm công việc này không? Tôi cảm thấy muốn làm tốt công việc này thì cần có đủ năng lực phân tích logic, năng lực quan sát thị trường, còn phải có sức ảnh hưởng khi nói chuyện. Cuối cùng còn có một điều nữa là khả năng chịu áp lực. Diệp Tiểu Bạch, tốt nghiệp khóa này đúng không? Vì sao cô lại chọn công ty chúng tôi? Cô có vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Hết rồi ạ. Hồ sơ. Đến phỏng vấn à? Nhiều người đến phỏng vấn, các bạn cũng vất vả quá. Chân cô không sao chứ? Không ạ, tôi lần đầu tiên đi sang Đan. Phục vụ, anh ngồi đi. Chào anh. Nhà hàng này không giống phong cách mà em thường chọn. Vì em mời anh mà. Sao nào, gần đây doanh thu tốt à? Không phải. Em có chuyện quan trọng muốn tìm anh, nên chắc chắn phải chiêu đãi long trọng rồi. Nếu em muốn hỏi chuyện liên quan đến Kim Tử, thì anh có lý lịch lúc nhận việc của cô ấy đây.
còn có thông tin tổng hợp của bố cô ấy nữa. Anh chỉ biết những thứ này thôi, những thông tin khác em tự hỏi cô ấy đi. Anh, sao anh biết em muốn hỏi chuyện Kim Tử, cuộc sống của Triệu Phúc Thành? Anh này, có phải cô ấy tìm anh để hỏi về em không? Anh nói thế nào? Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn chơi trò chuyển lời của học sinh cấp 3 nữa, trẻ con thế. Sao có thể nói là trẻ con được? Bọn em như thế gọi là tình yêu. Nói với anh thì anh cũng không hiểu. Được. Nói anh nghe, để xem em hiểu được những gì. Sơ yếu lý lịch, nói đi. Anh này, thực ra anh, chuyện của anh em cũng biết rồi. Anh biết là không tin được cái miệng của Kim Tử mà. Cũng không thể trách cô ấy được. Chủ yếu là bọn em muốn quan tâm đến anh. Hai đứa cứ lo bản thân hai đứa đi. Ngày trước bố cô ấy giới thiệu cho cô ấy nhiều đối tượng xem mắt ưu tú như vậy. Cô ấy chẳng thích ai mà lại chọn đúng em. Thật kỳ lạ đấy. Anh, em biết anh muốn nói gì. Không phải chỉ những đối tượng xem mắt của cô ấy đâu. Kể cả anh nói đến đám bạn trai ngày trước của cô ấy thì em cũng đều biết. Anh cứ tùy ý chọn một người trong số đó, đều cao hơn em, đẹp trai hơn em, có nhiều tiền hơn em. Nhưng trong chuyện tình cảm, quan trọng nhất là con người. Nếu anh đã muốn tiếp tục chung sống lâu dài thì hoàn toàn dựa vào cách đối xử với nhau. Anh cùng với vẻ ngoài và cả việc có nhiều tiền gì gì đó cũng chẳng có liên quan gì quá lớn. Xin hỏi em là ai vậy? Mới mấy ngày không gặp mà mở rộng hiểu biết rồi. Bữa này tính là anh mời đi. Anh chúc mừng bọn em. Muốn uống gì? Gì cũng được ạ. Phục vụ. Bác Tài, anh có đi vườn hoa bốn mùa không? Thật ngại quá, xe này người khác đặt rồi cô. Tiểu Bạch. Chị Mary, đi đâu? Tôi đưa cô đi. Giờ này khó bắt xe lắm. Bác Tài là tôi đặt xe. Đưa cô ấy đi trước rồi đến lượt tôi. Được, cảm ơn chị Mary. Cảm ơn tinh dầu của cô. Không có gì. Chuyện Cao Sơn, cô không cần quá áp lực. Lần này cũng coi như cô giúp cậu ấy. Nếu không nguy cơ sẽ càng lớn. Em biết. Cô có tâm sự gì à? Không có gì. Em chỉ nôn nóng, muốn về nhà trông con thôi. Cô cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Cứ di chuyển qua lại liên tục như vậy cũng không ổn. Sức khỏe mà có vấn đề gì thì chẳng làm được gì hết. Em cũng không muốn thế. Em phải về nhà thăm con trước rồi mới quay lại. Buổi tối còn phải tăng ca nữa. Hồi tôi mới ly hôn, mỗi tối về nhà đều phải ngồi trong xe thêm 5 phút mới có thể lên tầng. Trong 5 phút này, không có con nhỏ, không có công việc, là thời gian hoàn toàn dành riêng cho bản thân. Là động lực giúp tôi duy trì được nụ cười và nguồn năng lượng dồi dào khi về nhà, thay thế bảo mẫu, đối diện với đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện lại chỉ có thể dựa vào tôi. Anh, em nói điều này với anh cũng đừng khó chịu. Em đoán ngoài em ra thì không ai dám nói với anh những chuyện đó. Nếu không phải vì em uống chút rượu rồi thì em cũng không dám đâu. Anh em nói đi, cứ nói đi, không sao. Em nói đi. Anh à, tuy rằng anh không giống em, kiểu cún con khiến người khác yêu thích, nhưng tốt xấu gì thì anh cũng được tính là người trung thủy. Nhưng quan trọng nhất chính là cái nhưng này. Nhưng tại sao chị dâu em lại không sống được với anh chứ? Chính là vì con người anh quá lý trí và thích nói chuyện logic. Em nói đúng chứ? Anh nói xem, trong cuộc sống làm gì có nhiều lý lẽ logic đến như vậy? Chỉ có vui hay không vui, thích hay không thích, đơn giản thế thôi. Cái gì chị ấy thích, chị ấy vui thì anh làm nhiều lên. Điều khiến chị ấy không vui, không thích thì anh nhất quyết không làm.
chỉ đơn giản thế thôi. Làm gì có nhiều chuyện khó hiểu đến như vậy. Có lý. Anh mời em. Chuyện này không phải là có lý hay không có lý. Điều em nói chính là chân lý. Nhưng cái logic của anh nó đáng sợ quá. Mẹ, con về rồi. Con về rồi à? Mau lên, đói rồi phải không? Lại đây, ngồi xuống ăn cơm đi. Quả quả đâu ạ? Quả quả ngủ rồi. Đây là món thịt thăn mà con thích ăn nhất đấy. Ăn nhiều vào nhé. Mẹ đúng là người mẹ tốt nhất trên đời. Không có mẹ thì con không biết phải làm sao. Xem con nói kìa, mẹ không tốt với con thì ai tốt với con? Chẳng lẽ con trông chờ quả quả thật nhanh lớn rồi hiếu kính với con ư? Tiểu Bạch, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Vâng, con xin nghỉ mấy ngày, hai mẹ con mình đi nghỉ dưỡng đi. Được ạ, đợi con xong nốt đợt này, con sẽ xin nghỉ phép năm. Đến lúc đó mẹ muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó. Giờ con không nghỉ được sao? Gần đây công việc bận quá. Đúng rồi mẹ, lát nữa con còn phải quay lại tăng ca nữa. Tiểu Bạch, mẹ con mình đi nghỉ dưỡng, rồi quay về con làm việc tiếp cũng không muộn mà. Mẹ, chơi thì lúc nào chẳng được. Hay là con về Tây An với mẹ, bán nhà đi. Sao tự nhiên mẹ lại muốn về Tây An bán nhà vậy? Con xem, quả quả cũng sắp lớn rồi, chúng ta bán nhà đi mua một căn gần trường học. Như vậy sau này sẽ tốt hơn cho quả quả, đúng không? Tiện thể, coi như con cùng mẹ đi một chuyến nghỉ dưỡng có được không? Mẹ, có phải dạo này mẹ mệt quá không? Thế này đi, hôm nay quả quả để con trông, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ mệt quá rồi. Cái nơi này, mẹ không thể ở thêm nổi dù chỉ một ngày nữa. Con thấy đấy, mẹ ly hôn, rồi đến con gái mẹ cũng lại ly hôn. Con nói xem vì sao lại thế. Con bảo, con muốn đưa quả quả đi đâu? Con đi làm tăng ca. Con đưa quả quả đến công ty, như thế có làm thêm cũng yên tâm, mẹ cũng có thể nghỉ ngơi sớm. Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, con đi lại như vậy thì mẹ có nghỉ ngơi nổi không? Mẹ ngủ có ngon được không? Mẹ nói với con nhé, ngày mai mẹ sẽ đi Tây An. Mẹ nhất định phải bán ngôi nhà đó đi. Mẹ không thể nhìn cảnh con và quả quả không có nhà ở được. Mua căn nhà ở khu trường học, như vậy ít nhất quả quả được đi học trường tốt, con cũng có nhà để ở. Sao chúng ta lại phải ở đây? Được rồi mẹ, giờ con xin nghỉ phép, con sẽ đi Tây An bán nhà cùng mẹ được không? Mẹ phải chú ý sức khỏe. Dạo này mẹ chịu khó đo huyết áp. Nếu không có việc gì thì mẹ đi nghỉ sớm một chút. Mẹ đừng lo lắng, đừng bực bội mà hại sức khỏe. Được rồi, con và quả quả chỉ trông chờ vào mẹ thôi. Mẹ đừng giận nữa. Mẹ, thôi con mau đi. Này, có cần nhắc cô ấy không? Thôi bỏ qua đi. Trong sổ quản lý cũng không nói là không cho trẻ em vào. Giờ cũng tan ca rồi, chắc một lát là đi thôi. Được. Đầu tư phong thịnh. Được rồi, quả quả ngoan nhé. Mẹ ơi, ngoan lắm, mẹ ở đây thôi. Quả quả là ngoan nhất. Tăng ca với mẹ được không? Quả quả đừng nghịch nhé. Đây là bí mật nhỏ của quả quả và mẹ. Đúng không nào? Quả quả ngoan lắm. Alo.
Dịch vụ khách sạn, kính gửi anh Quản Nhất Hạc. Anh đã đặt thành công 2 vé máy bay đến Tam Á vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, người đi máy bay. Anh Quản, anh đã đặt thành công phòng ăn lãng mạn tại khách sạn 5 sao vào tối ngày 15 tháng 11. Anh, em nói với anh này, không phải em chê trách anh đâu. Nhưng có phải đến tuần trăng mật, anh cũng chưa từng đi cùng chị dâu em phải không? Lúc đó, tình hình đặc biệt, không đi được. Anh xem, đây là lực sát thương đích thực của lý lẽ logic. Anh không có thời gian nên anh không đi luôn à? Anh đã từng nghĩ đến chuyện bù đắp cho chị dâu em chưa? Anh làm gì có thời gian? Em nói xem. Phải. Anh chưa từng nghĩ đến. Được rồi. Vậy có oan cho anh không? Không oan chút nào. Chị dâu em mới bị oan đấy. Đúng. Giờ anh sẽ bù đắp. Từ từ đã. Anh đừng có nông nổi như thế. Anh đừng vội vàng. Làm không tốt thì bất ngờ lại biến thành đáng sợ đấy. Dịch vụ khách sạn. Phòng khách sạn anh đặt đã thanh toán thành công. Tour 5 ngày 4 đêm. Alo. Chào anh Quản, tôi là Tiểu Tần, hướng dẫn viên du lịch riêng trong chuyến đi Tam Á của anh. Ai cơ? Tôi là Tiểu Tần, mẹ anh là bà Lưu đặt giúp anh chuyến đi lần này và bảo tôi liên lạc với anh. Mẹ tôi? Vâng. Thế này, cô hủy giúp tôi nhé. Vậy anh có cần bàn bạc lại với bà Lưu không? Chắc không cần bàn bạc đâu. Tôi không có thời gian. Cô hủy giúp tôi đi, cảm ơn. Là thế này, bà Lưu nghĩ công việc của anh bận rộn nên không đặt vé khứ hồi cho anh. Nếu bây giờ anh hủy thì nhiều nhất chỉ có thể hoàn trả lại một nửa phí thôi ạ. Vậy... có ý nghĩa gì không chứ? Ngày nào cũng đưa con đi làm như học sinh tiểu học ấy. Có ý nghĩa chứ? Rất có ý nghĩa. Mấy người bạn cũ của bố ở độ tuổi này không có cơ hội để lo cho con gái đâu. Người ta toàn là con cái lo cho bố mẹ. Bố mẹ sắp thành người nhàn rỗi rồi. Bố thì tốt rồi, còn có cơ hội phát huy nhiệt huyết. Thật ý nghĩa biết mấy. Không giống một số người vì trốn bố mà hay lắm. Sáng sớm tinh mơ đã mò dậy rồi. Dậy còn sớm hơn công nhân vệ sinh. Bố mẹ người khác cũng không quản nhiều chuyện giống như bố đâu. Có bản lĩnh thì bố lên Phong Thịnh đi. Con làm việc bố cũng trông chừng con. Dừng xe. Tiểu Bạch. Bố. Sao con lại đưa theo cả bé con đi đâu vậy? Tới công ty ạ. Giờ này rồi cùng nhau đi ăn đi. Bác Tài, mở giúp tôi cửa xe bên này. Chị ấy lên xe thì con đi. Vương Nguyệt Nguyệt, con bực tức gì vậy? Đúng là trẻ con lớn nhanh quá. Lông mi dài quá. Bố, bố mau ăn đi, cháu ngủ rồi. Hai con ăn đi, bố không vội. Lâu lắm rồi không gặp cháu. Đợi lớn thêm chút nữa, ông còn phải dạy cháu học đàn, học hát nữa. Tình cảm ông cháu cha con sâu nặng quá. Con nói cái gì thế? Ăn cơm cũng không chặn được miệng con. Gặp chị con cũng không chào hỏi một tiếng. Chị con? Chị con ở đâu? Sao con không thấy hả? Con làm gì thế? Có phải thấy chỗ này nhiều người bố không dám xử lý con không? Chị con rốt cuộc đã làm gì con? Được. Bố là bố con. Bố làm gì cũng đúng. Nói cho cùng thì con cũng không phải là con ruột của bố. Diệp Tiểu Bạch làm gì thì bố nên là người rõ nhất chứ. Con nói chuyện kiểu gì thế? Đây là chị của con, rốt cuộc đã có chuyện gì? Nói chuyện đàng hoàng thì nói đàng hoàng. Dù sao hai người cũng là người một nhà. Ở công ty, chị tố cáo với lãnh đạo khiến cho Cao Sơn bị đình chỉ công tác. Em không nói làm gì. Em coi như chị làm hết trách nhiệm, được chứ?
Nhưng về tới nhà chị lại mách lẻo với bố về Cao Sơn là sao? Chúng em yêu nhau cản trở chuyện của chị đúng không? Không phải, khoan đã. Chuyện Cao Sơn không phải chị con nói với bố đâu. Nào, đưa tôi đi. Manson, đi mua vài ly cà phê đi. Tôi mời. Được, chị Tiểu Bạch. Muốn nói gì thì nói đi. Không phải chị tiết lộ bí mật với bố, sao chị không nói rõ ra luôn? Vốn dĩ một hai câu là có thể nói rõ chuyện này rồi, sao chị cứ phải che giấu làm mọi người đều không vui? Chị tự cho rằng là tốt cho mọi người, thực tế thì mọi người đều khó chịu. Lúc đó chị nói ra thì sẽ thế nào? Ngoài việc khiến quan hệ giữa em và bố càng xấu đi thì có tác dụng gì không? Quan hệ giữa ba bố con chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi. Nếu như thực sự cần một người xấu thì cứ để chị làm là được. Tội này chị gánh, chị không thấy có áp lực gì cả. Hai người cũng vui vẻ hơn. Nếu chị không gánh thì chị vẫn không có áp lực gì. Chỉ là mâu thuẫn giữa em và bố càng sâu hơn thôi. Được đấy chị. Trước đây sao em không phát hiện ra chị tinh tế như thế nhỉ? Em còn nhớ thỏa thuận của chúng ta trước đây chứ? Bước chân vào tòa nhà này là quan hệ công việc. Ra khỏi tòa nhà này mới là chị em. Sau này ở công ty, em vẫn nên giống như Manson, gọi chị là sếp Diệp hoặc chị Tiểu Bạch. Ngoài ra, quay về đọc lại thỏa thuận giữa bí mật một lần nữa đi. Chị thật sự phục em rồi. Đến tài khoản mạng xã hội của mình cũng để người khác nhìn thấy. Sau này làm sao dám giao tài liệu quan trọng cho em? Sao lại biến thành ngự tỷ rồi? Bé con ơi, bà ngoại đón con về rồi đúng không? Gọi bà nội đi. Cháu ngoan, bà nội ở đây này. Cháu phải nghe lời nhé. Bà nội, bà ngoại, không thể để cháu không có bố, không có mẹ được. Chúng ta không thể thiếu người nào hết. Gọi bà nội đi. Nó tới rồi đấy. Mẹ đặt chuyến du lịch cho cặp đôi mà sao không bàn bạc với con trước? Vậy chuyện giữa con với Tiểu Bạch có bàn bạc với mẹ không? Bây giờ mẹ nói cho con biết, tâm trạng của mẹ đang vô cùng tệ. Con bắt buộc phải đưa mẹ đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. Mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng, con rất ủng hộ. Bây giờ con đặt tour du lịch giúp mẹ nhé. Tìm một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Không được. Tại sao? Bởi vì gì nhỉ? Đây không phải ý của một mình mẹ. Mẹ con thế nào con còn không biết sao? Mẹ, rốt cuộc mẹ có ý gì? Mẹ và mẹ vợ con chỉ hy vọng con và Tiểu Bạch cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Con và Tiểu Bạch, cô ấy có thể đồng ý đi du lịch nghỉ dưỡng với con sao? Ngủ cùng một giường rồi mà còn không đồng ý à? Biên lai khách sạn đó là để làm gì chứ? Đừng tưởng hai mẹ đều ngốc. Tóm lại Tiểu Bạch chắc chắn sẽ đi. Con cũng ngoan ngoãn đi cho mẹ. Tiểu Bạch đồng ý đi thật ạ? Tất nhiên rồi. Vậy được. Nếu cô ấy đi thì con cũng đi. Nói rồi đấy nhá. Vâng. Mẹ kìa. Tiểu Bạch. Sao anh lại đưa quả quả đến đây? Quả quả hả? Mẹ bế nào.
Quả quả nhớ mẹ nên anh đón qua đây. Vừa hay có thể để mẹ em nghỉ ngơi một chút. Nhất Hạc, giờ này quả quả nên ngủ rồi. Không được để con sinh hoạt theo thời gian của người lớn. Anh biết. Vậy chúng ta đừng mất thời gian nữa. Anh đưa em về nhé. Quả quả, cẩn thận nhé. Cẩn thận. Ngoan lắm. Em yêu, em nghe đâu ra trò chơi không chớp mắt này thế? Người ta nói rồi, ai chớp mắt trước thì người đó sẽ ngoại tình. Mắt anh cay đến mức sắp chảy nước mắt ra rồi. Chảy nước mắt tốt mà. Rơi nước mắt chứng minh tình yêu anh dành cho em tới chết cũng không thay đổi. Được, được.